Xin chào bà con và quý khán giả đã xem và đang theo dõi kênh Cầu Sáu Phú Yên. Hôm nay với chuyên mục Sáng tạo và cuộc sống, Sáu sẽ tái tạo lại những đồ vật, những chai lọ, những hũ nhựa hay là thủy tinh để làm những cái lọ hoa. Chúng ta sẽ trồng cây cảnh thủy sinh, hoặc là cắm hoa, hoặc là chúng ta sẽ đựng các vật phẩm ở trong gia đình. Và bây giờ Sáu xin mời bà con và quý khán giả cùng làm với Sáu và để cảm nhận những cái tác phẩm chúng ta tái tạo để sử dụng lại, làm đẹp cho đời và làm đẹp không gian sống của chúng ta. Thank you.
Thank you.
Thank you.